just how you like it, like it. You know I live to fill you up. Blood of my blood, dripping with love, I bring you a thing you need most. Silent between supplies and machines, I hang in the corners like a ghost. You know I live to be seen through. No better way that I can see to spend all the time while you're asleep than holding your hands inside of mine. I wanna be here. Payphone call from a dead end street in Omaha. And tomorrow I'll be one night closer to you. I sent you a postcard from Kalamazoo and wrote that I wish I could be there with you. I'm all out of change now, so I'll have to go. There's one thing I want you to know. I give my tôi thay mặt họ nhà trai xin phép họ nhà gái xin giờ để cho đón họ nhà trai. Chúng tôi sẽ mang những lễ vật vào để làm lễ tình hôn cho cháu. Mong họ nhà trai cho thank you.
tables turned. How I've grown from lessons learned. Oh, I'll keep my faith in you. Even on my darkest days, I know that you will never change. Người ta thường nói rằng thương thì không phân biệt giai cấp, tuổi tác, thành phần, dân tộc và tôn giáo. Chính vì thế, hai cháu từ khi quen nhau, rồi qua thời gian tìm hiểu, rồi thương yêu nhau. Và hôm nay, ngày lành tháng tốt, được sự cho phép của gia đình đôi bên chọn làm lễ đến hôn cho hai cháu. Trước tiên, về phía hội nhà trai chúng tôi xin giới thiệu là có chú rể và cha mẹ và anh chị bác chú bác và một số bà con bạn bè gần xa có mang một số lễ vật tượng trưng đến hội nhà gái để chính thức làm lễ đính hôn cho hai cháu. Trước tiên mong sự cho phép chấp nhận của bên hội nhà gái và sau đó chúng tôi sẽ tiến hành theo phong tục tập quán của bên hội nhà gái. Vì hôm nay chúng tôi là hai dân tộc, có thể là cái phong tục tập quán nó có khác nhau, nhưng tới đây là nhập hương tùy tục, chúng tôi sẽ tuân theo sự hướng dẫn chỉ giáo của bên hội nhà gái, làm sao để nghi thức lễ đính hôn của chúng tôi sẽ tiến hành một cách trang nghiêm đầy ý nghĩa. Và sau đó là phần chỉ giáo của bên hội nhà gái là hội nhà trai chúng tôi sẽ làm theo. Khi về hội nhà trai, chúng tôi sẽ làm theo các phong tục tập quán của người Hoa chúng tôi. Và sau cùng xin kính chúc tất cả quý vị hội nhà gái thật nhiều sức khỏe và thành đạt trong cuộc sống. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị. I got a secret I gotta tell you. We're gonna make it. Just let me show you how. Phép giới thiệu lại về phía hội nhà trai của chúng tôi. Đây là cha mẹ của chú rể. Tiếp theo là cậu dưỡng của chú rể. Và tiếp theo là chú và dì của chú rể cùng một số bạn bè rất là đông mà, nhưng mà ngồi ở ngoài đó giới thiệu. Đây là ông nội của nhau, con là bác. Đây là dượng cô dượng của đúng không? Ông cô dượng của đây là chú ông chú ông chú. Đây là bác, đây là dì, dì cười của bà dì. Đây là Suya của thằng gái. Chúng tôi xin mặn phép được trình những lễ vật mang tới lễ hôm nay. Đây là mâm quà đầu tiên, đó là mâm bánh đính hôn, đó là mâm chính thức của buổi lễ ngày hôm nay. Tiếp theo là mâm trà rượu để dâng lên tổ tiên của bên hội nhà gái. Tiếp theo là mâm trầu cao, đây là tiếp theo là mâm trái cây. Đây là mâm trái cây tượng trưng cho một năm bốn mùa thịnh vượng. Theo quay là người Hoa thì gọi là đại phát, có nghĩa là khi có cưới hỏi thì người ta phải có con heo quay, tức là đại phát đại lộc, gia đình sẽ làm ăn khấm khá hơn. Chính vì thế là đây cũng là cái lễ vật của bên người Hoa khi cưới hỏi, không thể thiếu được. Khác là trong buổi lễ đến hôm ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ có chuẩn bị một đôi băng tay và một cặp nhẫn đính hôn. Và chúng tôi cũng có chuẩn bị một cái người Việt thì gọi là tiền nộp tài, còn người Hoa thì gọi là lì xì, tức là tiền thì ít nhưng mà sau này sẽ làm ra rất là nhiều. Và trên đây là toàn bộ những lễ vật bên
họ nhà trai chúng tôi mang qua, mong bên họ nhà gái cho phép và chỉ giáo là tiếp tục cái phần nghi thức lễ của bên khi mà đám họ rồi đeo bông rồi đeo nhẫn rồi đó thì kể từ giờ phút này hai cháu được phép gọi cha mẹ hai bên bằng cha mẹ thay vì trước đây lại gọi bằng bác. Chú Diệp có đồng ý với tôi vậy không? Theo cái thủ tục người Việt như vậy đó, khi mà đám họ rồi thì được phép gọi cha mẹ hai bên bằng ba má. Dạ thưa ông hết. When tomorrow comes, I'll be on my own, feeling frightened of the things that I don't know. When tomorrow comes, tomorrow comes, tomorrow comes. And though the road is long, I look up to the sky, and in the dark I found, I stop that I won't fly. And I sing along, then I sing along.
it sends me higher than the moon. With every twinkle in your eye, you strike a match that lights my heart on fire. When you're near, I hide my blushing face and trip on my shoelaces. Grace just isn't my forte, but it brings me to my knees when you say hello. To ignore when every little thing you do, I do adore. We're as different as can be. I've noticed you're remarkably relaxed and I'm overly uptight. We balance out each other nicely. You wear sandals in the snow. In mid-July, I still feel cold. We're opposites in every way, but I can't resist it when you say hello, how are you, my darling? Today I fall into a pile on the floor. Puppy love is hard to ignore when every little thing you do, I do adore. Finding words, I mutter, tongue hard to ignore when every little thing you do, I do adore. Every little thing, ba 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 ba. Every little thing, ba 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 ba. Every little thing you do, I do adore. Tình yêu chân thành và trong sáng của hai bạn đã được sự yêu thương tác động từ phía hai bên gia đình. Và giờ đây, trong giai điệu của tình yêu, mời quý vị chúng ta hãy cùng hướng mắt về phía cổng hoa để cùng chào đón đôi hương đẹp nhất trong ngày hôm nay bằng một chào tay thân nồng nhiệt. Not sure if you know this, but when we first met, I got so nervous, I couldn't speak. In that very moment, I found the one and my life had found its missing piece. So as long as I live, I love you. We'll have and hold you. You look so beautiful in white. And from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. Giờ đây thân phụ của Kim Anh xin có đôi lời gửi đến tất cả quý vị, xin được trân trọng kính mời ông. Lời nói đầu tiên, Thanh xin cảm ơn tất cả quan viên, quan viên hai họ. Cảm ơn bạn bè ngày mặt xa cũng như anh em đã bỏ thời gian tới đây để chung vui ngày lễ đính hôn. Không có gì hơn là gia đình hai bên là chúc sức khỏe và xin trân trọng cảm ơn. Xin chào. Your eyes finds love like you and I did.
she falls in love, we'll let her go. And I walk her down the aisle. She looks so beautiful. Get off.